Rồi, xin chào bạn. Buổi trưa hôm nay mình sẽ giao lưu với các bạn hai cây mini bao bang nha. Hai cây mai này là hai dòng mai giáo nó khác nhau. Cây số 1 trong video là mình có phối tượng của La Hán này các bạn. Hai dáng thớ mặt tiền của nó nhé. Mình đi dây rồi, đi dây nó thuần thục rồi. Hồi đợt Tết. Bây giờ là mình vừa bấm tia sơ sơ lại. Đó, các bạn thấy đường thân nó lết lượng, nó rất là dễ thương nha. Đó, là hắn ông ngồi ông gánh một cái cây mai này, có chữ tài lộc nha các bạn, tượng rất là dễ thương này, gọi là gánh tài lộc. Tết nữa đom vài đóa hoa nữa là giống như là ông đang gánh tài lộc vào nhà cho các bạn nha. Đó, mình chơi kiểu như là phong thủy, nó có hình tượng là vui nha. Đó, rất là đẹp ha. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó già xù nha các bạn, nó đổ già rồi đó. Cây nó rất là già anh em, điều do mình trồng mình gom vô trong cái tượng á, chậu tượng, cho nên là nó cù lại, nó không có phát như cây mình trồng ngoài chậu lớn nha. Không, lá này giàu lá to nha các bạn, rất là mướt ha. Mình đi dây rồi nè. Đó, để mình quay ra phần phía trên cho các bạn xem nè. Không, cái này mình đỡ bằng trà nha các bạn, đỡ bằng trà hay là những khu lan can rồi đó, khu lan can ngồi vỉa hè rồi đó. Rất là đẹp, nhìn rất là dễ thương, hoa nó đẹp lắm nha. Đớ đấm rồi nó cũng nu lên trên rồi ha. Rồi, cái này ai có nhà ấy thì mình giao lưu là 800 ngàn, mình bao ship toàn quốc nha các bạn. 800 ngàn bao ship một cái chậu mai có tượng La Hán, chữ tài lộc, rất là đẹp. Rồi, đây là cây số 1 trong video. Rồi, mình sẽ lên một cái cây mai đột xanh nha. Rồi, đó là cây chậu thứ hai trong video buổi trưa. Cái đây là một cái cây đột xanh nha các bạn, cây giáo đột xanh. Đó, mình đi ghim nọc lại này, cho nó cứng cáp lại này. Dáng tổng thể ban đầu nó rất là phù hợp nha, phù hợp với một cái chậu lọt lòng 25 nha các bạn. Chậu này chậu 25 thôi, nó có chiều cao tầm 20 à, dòng mini đỡ bàn mà. Đây, một người bê nha. Hình dáng bên ngoài nó nè, để mình quay xe xe một tí cho các bạn xem. Không, coi nó rất là hài hòa ha, từ gốc đớ lên tới ngọn luôn, coi rất là hài hòa, form lùng lực nha. Đường đi co lách của dáng lên. Rồi, mình sẽ quay phần gốc đớ cho các bạn xem nha. Gốc đớ nó rất là đẹp này, trái đều tứ diện, có những cái mô rễ này các bạn, trái đều tứ diện luôn. Mình quay cận cảnh luôn đó. Nó ra chi 1, chi 2, chi B, chi 4 và chi 5. Mình đang dưỡng 5 chi 1 ngọn. Đây là cái dao á, đột xanh. Rồi, ai có nhu cầu sở hữu cái này thì mình báo giá luôn là 1.200.000, mình bao ship toàn quốc nha, mà mình bao ship nguyên cái chậu á. Bởi vì cái chậu này là mình ở Bình Định mình là trồng trong một cái chậu men, mà nó có phủ một lớp lót một lớp cát ở dưới đấy á, và đất có phù sa nữa, cho nên nó nặng, phí ship nó cũng cao lắm nha các bạn. Mình sẽ ship nguyên chậu này vào cho các bạn tận nhà luôn ha. Dịch rồi mình phải gửi ship bằng bên bưu cục bưu điện thôi. Coi nó thuần thục hết rồi nha các bạn.
hơi lâu năm rồi. Giờ chỉ việc về chơi là thôi chứ các bạn không cần bấm tía gì thêm đâu. Bởi vì mình bấm tía mình đã uống ép đi game nào hết rồi. Đó. Coi nhìn tổng thể nó rất là hài hòa. Rồi, 1 triệu 2 bao ship một cái cây mai dẻo đột xanh. Và 800 ngàn bao ship một cái tượng chậu La Hán gánh tài lộc nha. Rồi, rất là đẹp. Những cây mai mini đỡ bang. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Mọi sự liên hệ là vui lòng gọi đến số 0849 020790 để sở hữu nha. Rồi, xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh của mình. Chúc mọi người là buổi trưa vui vẻ và nghỉ ngơi đó chiều làm việc cho thật tốt nha. Rồi, xin cảm ơn.